Xin chưa? Rồi, nhưng còn cái này chưa. Màu trắng ra man ấy. Hôm nọ chụp cùng Kim Đắc Giang rồi dễ lắm, anh đấy dễ lắm, anh đấy vui tính cực. Vui tính mà. Kim Sarang anh chụp đầu tiên ở sân này luôn. Vừa bước vào sân là mình ra chụp luôn. Thế làm ơn quay sân 4. Vâng, có lẽ xe vượt. Có lẽ xe vượt Hàn Quốc sẽ không thể trụ đến xe đấu thứ 3. Trời ơi, xinh quá. Đánh hay vã. Nhớ về các họ như bạn mà đánh đi xét hàng khi thứ 10 nhá. Ơ, nhưng mà tớ, à, em có quay đâu. Thế tớ dùng có quay, tớ quay mà. Đầu tiên là mình đơn, tớ đấy mà. Đầu tiên là mình đơn mà chạy đơn nữa, thắng đôi. Yeah. Qua. À, tay vừa đến từ Indonesia được đang dẫn trước với điểm. Rất bình tĩnh luôn. Hôm qua xem nó đánh hay mà, hay. Vâng, không thể ăn điểm. Tiếp tục là một pha đập cầu. Vâng. Pha đập cầu này rất mạnh. Tốc độ cầu rút ngắn 8-12 cho Hàn Quốc nhưng thực sự rất khó để tay vợt Hàn Quốc có thể lội ngược dòng trong trận đấu thứ hai này. Ở phía bên cạnh là tay vợt Nhật Bản, Ju Yeon Seong và Kim Đắc Giang cũng đã có mặt tại sân rồi. Cơ bản nó trắng. Trắng quá. Trắng mình chỉ cần chỉ có một cái. Có ứng dụng mà. Trắng hay đấy. Năm lên đi đâu. Tách tách ra, nhiều người quá này, người ta nghe. Tách tách ra. Tôi là thấy chưa đi đâu. Chỉ về thì vào hỏi xem đang có tính Malaysia. Đừng không chật nào. Đây đây. Nó chỉ cái miệng thôi, chỉ cái miệng thôi. 19-12 cho Indonesia, chỉ còn 2 điểm số nữa thôi. Năm nay bạn ấy 17 tuổi, sinh năm 2002. Mình đánh cầu rất hay và điểm đạn. Hay chứ. Rồi vẫn qua lưới ạ. Cơ hội tấn công. Đó là một pha đập cầu ra ngoài sân. Điểm số 21-12. Vâng, trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 2 kết thúc chóng vánh. Một chiến thắng. Hàng ra đi rồi, 21-12 anh này. Iraq, Savages, huyện Công Hương, Việt Nam, Hong Chu. Sân số 2, nội dung đôi nữ, trận đấu số 27, Nita. Ok, bây giờ thì Hùng sẽ bình luận trận đấu của Nhật Bản và Thái Lan. Vâng, tay vợt Nagaoka. Gì đây? Tay vợt Nagaoka, tay vợt hôm qua ông chụp ảnh cùng. Không thấy. Ok, vẫn cứ cầu ngoài sân. Vâng, ta quay chị. Service judge Saiful Bakri Indonesia. Fourth floor. Em cầm tay được. Được. Sân số 4, nội dung đôi nữ. Lim Chiao Sen, Tan Peli Kongle Malaysia đấu với Pai Yuko Kuki. Oh!
Ok, Hùng đã quay trở lại rồi đây, trận đấu thứ 3, trận đấu giữa Nhật Bản và Indonesia. Và khoảng cách đã được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên. Một pha đập cầu ra ngoài sân. Chuyển cầu rất sắc. Cơ hội. Vâng, chưa thể tấn công trong tình huống vừa rồi. Đập cầu rất mạnh. Chém cầu rất hay. Và một pha ve cầu hơi với của tay vợt Indo. À, Kim Sara. Di chuyển rất linh hoạt tay vợt đến từ Nhật Bản. Tuy chiều cao của anh không được tốt như tay vợt Thái Lan. Vâng, một pha đập cầu rất cắm, rất... Hùng rất thích những pha vẩy cầu phòng thủ của tay vợt Nhật Bản. Tuy đối phương kê cầu rất sát lưới nhưng anh ta vẩy cầu thì rất chính xác. Trai năm nay 6, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8. Có vẻ con mắt của Hùng cũng rất tinh tường ấy chứ. Lại tiếp tục là một pha hất cầu. Vâng. Vâng, đập cầu rất cắm nhưng vẫn còn. Với chiều cao của mình thì tay vợt Thái Lan có một pha phòng thủ rất tốt. Hai nhịp nhưng yên tâm, Naraoka có những pha về cầu rất bình tĩnh. Dứt điểm tiếp đi, vẫn không thể làm gì được. Rồi, vâng, đã rất cố gắng bay người thì giữa Malaysia và Indonesia. Và sau trận đấu đó sẽ là trận đấu của Opa Jujonseong và Kim Dắc Giang. Ôi, tí nữa thì cứu cầu được. Hàn Quốc đang xuất hiện trên sân. Đó, đối đầu Indonesia. Nhật Bản. Vâng. Top 4. Women double. Tấn công. Match number 25. Chelsea một... Chanok Suchai Parapa. Thái Lan thi đấu với Sai Pei Shan Kim Seo. Rất bình tĩnh. Rất tốt nhưng vẫn chưa thể ghi điểm. Cài lưới rất sát. Cơ hội tấn công nhưng vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Cơ hội. Vâng, một pha vạn trường đập cầu rất tốc độ của tay vợt đến từ Thái Lan. Điểm 11-13. Một pha đập cầu vạn trường của tay vợt đến... Vâng, một pha về cầu lỏng rất hay của Naraoka đúng không ạ? Cơ hội tấn công. Vâng, xoa cầu kìa. Rồi, ăn điểm 5-11, Nhật Bản phát cầu. Lại tiếp tục là một pha thật. Cơ hội tấn công. Vâng, mỗi lần Naraoka nhảy. Đó là một pha bỏ cầu không thực sự chính xác, tâm lý. Mà điều đó là rất khó bởi vì tay vợt Nhật Bản có tâm lý thi đấu rất ổn định. Mất chân, vâng, lại là một điểm. Thôi xong, pha đập cầu sở trường 20-12. Vâng, cũng không nghĩ rằng kết quả của trận đấu này nó lại đảo ngược nhanh như vậy. Đó là một chiến thắng cách biệt. Có thể là một chiến thắng rất cách biệt cho tay vợt. Vẫn còn chân ngắn nhưng mà với cầu lại rất tốt, bay người rất nỗ lực. Nhưng đó là một tình huống cầu ngoài sân. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu trong sân, bởi vậy mới kéo đến set thứ 3 này. Rồi, pha đập cầu sở trường kết thúc trận đấu. Một chiến thắng rất xứng đáng cho Naraoka đến từ Nhật Bản. Điểm số 21-13, khoảng cách 8 điểm. Rất xuất sắc, rất thuyết phục.